Kim Nhung xin kính chào quý khán thính giả, kính mời quý vị cùng trở lại tiếp tục theo dõi chương trình The Kim Nhung Show mỗi tuần một sự kiện. Tuần này trở lại với cựu tổng trưởng Hoàng Đức Nhã. Thưa quý vị, cuộc xâm lược của Nga với Ukraine vừa qua một năm, tức là ngày 24 tháng 2 năm 2022 cho đến 24 tháng 2 năm 2023. Một năm của cuộc xâm lược tại Ukraine, đây là một khúc quanh rất ảm đạm. Cuộc chiến đã kéo dài, chưa ai có thể định được thời gian kết thúc và kết thúc ra sao. Mặc dầu là Ukraine đã lấy lại được gần nửa lãnh thổ của quân Nga đã chiếm giữ từ một năm qua, nhưng mà ngày hôm nay thì Nga vẫn còn chiếm khoảng 20% lãnh thổ của Ukraine. Tổn thất về nhân mạng cũng như là vũ khí và những đạn dược khí giới của hai bên ngày càng gia tăng, và song song với cái tổn thất nhân sự đó là cái hạ tầng cơ sở của Ukraine bị phá hủy. Thưa quý vị, Ukraine còn chịu đựng được bao lâu, mặc dù là dân quân cán chính vẫn quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của họ với cái sự lãnh đạo rất là anh dũng của Tổng thống Zelensky, và ngay cả với hàng tỷ Mỹ Kim viện trợ của Hoa Kỳ cũng như là đồng minh Âu Châu cũng như là Á Châu. Ngày hôm nay, chương trình The Kim Nhung Show của cựu Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã sẽ phân tích cho chúng ta qua cái đề tài đó là Ukraine một năm sau cuộc chiến đẫm máu và viễn ảnh tương lai cho Nga cũng như là Ukraine và thế giới ra sao. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Vâng, Kim Nhung xin rất hân hạnh kính chào cựu Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã. Xin chào Kim Nhung và xin chào khán thính giả của chương trình. Dạ vâng, thưa với ông, qua một năm tình hình chiến sự vẫn giằng co và hàng trăm ngàn thương vong cho cả hai bên. Cũng như là hồi nãy Kim Nhung có nói là vũ khí, rồi đạn dược, máy bay gia tăng bị tiêu hủy. Và ngay cả nhiều thành phố của Ukraine đã hoang tàn và đổ nát. Nhưng mà quân đội Nga vẫn cố chiếm, trong khi quân đội Ukraine thì quyết tâm bảo vệ những vị trí chiến lược. Như vậy thì ông có thể cập nhật cái tình hình chiến sự hiện nay tại Ukraine. Và tính cho tới hiện nay thì Mỹ đã viện trợ cho Ukraine lên tới bao nhiêu tỷ rồi thưa với ông? Một năm qua, sau khi quân Nga xua vào để coi như là thanh toán Ukraine, mà trong cái sự ước tính của họ chỉ cần 4-5 ngày. Nhưng không những 4-5 ngày, bây giờ đã một năm rồi, mà tình hình cũng vẫn không có ngã ngũ về phía Nga. Về phía Ukraine thì dĩ nhiên là họ phải bảo vệ bờ cõi của họ và tiếp tục chiến đấu. Cái cuộc chiến này đó, sau một năm đó, nó có rất nhiều ảnh hưởng. Thứ nhất cho hai phe, Nga và Ukraine, và sau đó là cho thế giới. Thì trở về cái chiến cuộc giữa Nga và Ukraine cho tới giờ này đó, có thể nói là từ cuối tháng 10 năm ngoái cho đến hôm nay chưa có những cái cuộc gọi là tổng tấn công như bao nhiêu người đã nghĩ rằng sẽ xảy ra, hay là những người bình luận gia, ngay cả trong chính phủ Hoa Kỳ và Âu Châu nghĩ rằng sẽ xảy ra, nhưng cho tới giờ này chưa có xảy ra. Nhưng nó có một cái biến chuyển khác nhân cái ngày một năm là cái chuyện mà Trung Quốc đưa ra cái gọi là đề nghị 12 điểm hòa bình. Thì trở về cái chiến trường đó bây giờ đó là như Kim Nhung có nói đó, Ukraine đã lấy lại phân nửa những cái phần đất của họ mà Nga đã chiếm trong vòng năm qua. Tuy nhiên, Nga vẫn chiếm 20% của lãnh thổ. Thì đó là một cái vấn đề nó ảnh hưởng đến cái chuyện mà giải pháp hòa bình sau này. Và cho đến khi nào một bên tổng tấn công hoặc một bên tổng phản công, thì hai bên giữ cái vị trí của họ theo những cái hệ thống hầm và rãnh, không bên nào gọi là tiến được nhiều hơn là chỉ đề phòng, ở nghĩa là trấn thủ cái đường gọi là cái tuyến của họ. Thì đó là cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì đấy, tổn thất rất là cao. Dĩ nhiên là không bên nào cho biết rõ cái số tử vong cũng như số bị thương của họ, nhưng có nhiều tin tình báo thì cho thấy Nga thiệt hại rất nhiều, coi như là 200.000 người vừa tử vong và thương vong. Và dĩ nhiên ở bên Ukraine cũng bị, tuy nhiên có chừng 10.000 người. Và cái hạ tầng cơ sở của Ukraine bị phá hủy, gây ra cỡ 8 triệu dân tị nạn. Đó là xảy ra trong cái Ukraine. Trên thế giới thì cái cuộc chiến đó, nó có rất nhiều cái có thể nói là hậu quả và hàm ý cho những cuộc chiến sau này. Thứ nhất đó là cái tổ chức NATO bây giờ đoàn kết hơn. Điểm thứ nhất, điểm thứ nhì,
cái chiến tranh mà ở Ukraine nó sẽ cho chúng ta thấy trong những cái cuộc chiến khác ở mấy quốc gia khác sẽ như thế nào. Và đặc biệt đó là vì cái cuộc chiến này Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn, thì đó là những cái điểm có thể nói là đặc biệt sau một năm của cái cuộc chiến tại Ukraine. Dạ vâng, thưa với ông, nhiều nguồn tin cho thấy rằng là ông Putin ông tiếp tục tăng cường quân dự bị nhằm mà thay thế những cái thiệt hại quá lớn của binh sĩ từ chiến trường trong thời gian qua, đã cho thấy là cái quyết tâm của ông ta khi mà xu quân đánh chiếm Ukraine bằng mọi giá, nhất là cái vùng Donbass, nơi mà ông đã sáp nhập phi pháp 4 vùng lãnh thổ của Ukraine, đó là Kherson, Zaporizhia ở miền Nam và Donetsk cũng như là Luhansk ở miền Đông. Nhưng mà liệu cái kho vũ khí của Nga nó cũng đang có cái dấu hiệu cạn kiệt, và cái lá bài cuối cùng đó là vũ khí nguyên tử, vũ khí hóa học có thể được ông sử dụng. Như vậy thì theo ông, cái viễn ảnh của chiến sự sẽ ra sao trong những cái tuần và tháng sắp tới, khi mà ông Putin vẫn chưa lùi bước chịu thua một Ukraine, và một Ukraine đang quyết tâm không để mất đất. Mời ông phân tích cho vấn đề này. Điều đầu tiên tôi xin nhắc khán thính giả là cái cuộc chiến tại Ukraine giữa Nga và Ukraine đã ròng rã trên 9 năm rồi, từ 2014 khi Nga sử dụng những cái phần tử ly khai với chính quyền Ukraine nổi dậy lên, và nhờ đó là họ chiếm luôn cái bán đảo Crimea và phân nửa của cái tỉnh Donetsk của cái vùng Donbass. Thì suốt 9 năm từ 2014 cho đến bây giờ đó, cuộc chiến là cứ kéo dài, dẫn đến cái ngày mà 24 tháng 2 năm 2022 khi Nga đưa quân chính quy của họ. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì đó, như tôi vừa nói, tổn thất rất cao. Nga không ngần ngại, ông Putin đó, ông đã tuyên bố rồi, ông nhất quyết giải quyết cái vấn đề Ukraine, tại ông cho đó là cái phần của lãnh thổ Nga. Và trong cái bài diễn văn nhân, có thể nói là cái thông điệp của ông ta cho quốc dân vào ngày 22 hay là 23 tháng 2 vừa rồi đó, ông ta nói toàn dân Nga sẽ phải làm quen với cái cuộc chiến này đi, nó sẽ kéo dài. Và từ đó đó coi như là ông đã nhồi sọ trong dân của ông, đó là chúng ta có chính nghĩa, chúng ta sẽ tiếp tục. Và không những dùng cái quân đội chính quy của Nga, ông ta dùng những cái quân lính đánh mướn mà khán giả thường thấy hay là nghe đó, từ là Wagner Group, thì hai cái lực lượng đó song song với một số quân của Belarus là đang tấn công. Và tới giờ này đó, không hiểu chừng nào họ Nga, Wagner Group và một phần của quân đội của cái xứ Bạch Nga, mình gọi là Belarus, sẽ tấn công Ukraine. Đó là cái điểm thứ nhì đó. Mà Hoa Kỳ dù có giúp đỡ cho nhiều cách mấy đó, nhưng mà cứ phân vân là không hiểu khi nào có một cái giải pháp để định đoạt cái cuộc chiến. Thì cách đây chừng 3 tuần, ông tướng Milley, tổng tham mưu trưởng liên quân của Hoa Kỳ, đã nói rằng Nga đã thua trên phương diện chiến lược, trên phương diện ước vọng, cũng như trên phương diện kỹ thuật. Thì cái câu đó, cả thế giới nó cũng hơi nghĩa là ông này thì nói quá lố, có thể là ông ta tuyên truyền là cũng như là chống lại Nga, nhưng mà trên tình trạng trên chiến trường cho thấy Nga vẫn giữ cái thế. Và như Kim Dung đã nói đó, họ còn hai cái vũ khí, cho đến cái khi nào họ dùng cái đó là mình không biết cái cuộc chiến nó sẽ ngã ngũ ra như thế nào. Cái vũ khí đầu tiên mà họ sẽ sử dụng đó là vũ khí khoa học, và cùng lắm thì vũ khí nguyên tử. Thì đó là hai cái lá bài cuối cùng, và có thể họ dùng cái đó để đưa đến một cái giải pháp hòa bình có gọi là có lợi cho họ, và dĩ nhiên rất là tai hại cho Ukraine. Dạ, khi nãy thì ông có nhắc tới cái vấn đề Trung Quốc công bố một cái văn kiện với 12 điểm mà có thể giúp đến một cái giải pháp hòa bình tại Ukraine. Cái văn kiện này nói như thế nào và có giúp được hay không, thì Kim Nhung sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại để đặt câu hỏi với ông. Xin phép ông Kim Nhung, xin phép với khán giả để chúng tôi vào một số thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình Đài Kim Nhung Show và của Đài sẽ trở lại ngay với quý vị để mà có thể tiếp tục cái chương trình với đề tài ngày hôm nay, đó là
Ukraine một năm sau cuộc chiến đẫm máu. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình The Kim Nhung Show được bảo trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Nổi tiếng các loại hải sản thơm ngon, tôm hùm cá cua Canada. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Thịt cá rau cải đủ loại trái cây. Amazingly fresh. ABC, wow, tươi quá. Quầy rượu đồ hiệu whisky cầu nhắc nè, và đủ các loại bia. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Ngay trung tâm Lý Đô Sài Gòn. ABC Supermarket. Kim Nhung kính mời quý vị cùng trở lại tiếp tục theo dõi chương trình The Kim Show mỗi tuần một sự kiện, tuần này với cựu Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã. Thưa trở lại với ông, những thời gian qua thì chúng ta thấy là cuộc chiến cũng đã nghiến nghiền bào mòn sức lực của hai bên, nhưng mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Một cái tham vọng của ông Putin khi mà không muốn mất mặt vì là một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới mà phải chịu bại trận tại Ukraine, và một Ukraine thì lại kiên cường với Tổng thống Zelensky không chịu khuất phục và không chịu bị mất đất. Cũng như là chúng ta thấy là hàng trăm tỷ Mỹ Kim vũ khí đạn dược được đổ vào cho Ukraine, và đồng thời với Mỹ và phương Tây cũng đã cam kết là giúp Ukraine cho đến khi nào còn cần. Cái vấn đề này nó còn chưa có rõ ràng. Trong khi cả Mỹ và châu Âu cũng muốn có một cái cuộc đàm phán thương thuyết giữa Tổng thống Zelensky cũng như là Tổng thống Putin, nhưng mà lập trường của hai bên vẫn chưa có vẫn còn khác biệt. Như vậy thì cái cuộc chiến trong tương lai sẽ kéo dài bao lâu và sẽ kết thúc ra sao, khi nào mới mang lại hòa bình cho đất nước Ukraine? Kính mời ông có thể cho phân tích. Như tôi thường chia sẻ với khán thính giả của chương trình đó, cuộc chiến này là một cuộc chiến nghiến nghiệm, hao mòn và kéo dài cho đến một cái lúc này, hai bên ngồi vào bàn hội nghị để thương thuyết một cái giải pháp hòa bình. Thì cái ngày mà hai bên ngồi đó không ai ước định được hết. Tại vì sao? Tại vì một mặt ông Putin đã nói tôi nhất quyết sẽ thành công trong cái đầu tiên ông ta gọi là hành quân quân sự đặc biệt, bây giờ ông ta dùng cái danh từ chiến tranh. Tôi nhất quyết, mà khán giả nhớ đó, Nga đã có 141 triệu dân, trong lúc đó Ukraine 41 triệu, mà từ đệ nhị thế chiến cho đến bây giờ Nga đánh giặc đó, theo cái phương thức của họ, họ nướng quân, họ cứ ồ ạt, họ đổ quân, rồi trọng pháo, rồi bây giờ đã có những cái vũ khí tối tân hơn như là những cái drones, rồi những cái hỏa tiễn, thành thử ra cái cuộc chiến này nó sẽ không phải là chỉ dùng là lính không hay là chiến xa, nhưng mà những cái vũ khí tối tân khác như là máy bay không người hay là những cái hệ thống hỏa tiễn bắn từ xa. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì đó, thì đồng minh nghĩa là quyết tâm giúp Ukraine để đánh bại Nga. Thì đánh bại như thế nào? Liệu họ có giúp cho Ukraine để đánh luôn như là Nga mà Nga đầu hàng? Đó là điểm thứ nhất, rất khó mà xảy ra cái vụ đó, là tại vì như Hoa Kỳ và đồng minh không muốn để Nga mất mặt vì thua Ukraine, thì cái chuyện đó là rất là khó, thể theo tôi khó có thể xảy ra. Cái giải pháp thứ hai đó, họ Hoa Kỳ và đồng minh Âu Châu giúp Ukraine đừng có để cho Nga thắng. Tại nên quý khán giả thấy rõ cái sự sai biệt rất là tế nhị trong cái điểm đó, cho đến khi nào Nga thấy thật, không có thể nào mà tiếp tục, thôi ngồi nói chuyện hòa bình. Thành thứ ra trong cái cuộc chiến trong cái chuyến viếng thăm vừa rồi ở Kiev, ông Biden lặp lại cái gọi là cái lập trường của Hoa Kỳ và đồng minh sẽ giúp Ukraine cho đến khi nào họ cần. Mình khác thì nhớ cái chữ đó, khi nào họ cần. Thì khi nào họ cần, họ cần cái gì? Không lẽ là Hoa Kỳ như tôi nói đó là giúp cho họ để cho làm Nga mất mặt mà thua mà đem quân về, cái chuyện đó khó mà xảy ra. Hay là Hoa Kỳ giúp cho họ cho đến khi nào Nga bỏ cuộc, hay là khi nào Ukraine thấy tổn thất quá cao, nghĩa là hạ tầng cơ sở bị phá hủy hoàn toàn, dân chúng tị nạn từ 8 triệu lên 9-10 triệu,
và nghĩa là không còn chịu đựng nữa, thôi ngồi nói chuyện. Đó là cái gọi là trên cái phương diện ngoại giao, đó là cái gọi là cái khác biệt sơ sơ, nghĩa là rất là tế nhị, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc chiến và cái cách kết thúc cái cuộc chiến đó. Cho đến nay Hoa Kỳ giúp Ukraine đó, cỡ 113 tỷ. Tuy nhiên nó có một cái chương trình, đó là trong cái số ngân khoản mà Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận. Ngoài ra nó có một số ngân khoản mà không có được tiết lộ, cái đó là dành cho những cái cơ quan, những cái cơ sở tình báo của Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ cũng lấy số tiền trong cái gọi là cái ngân khoản đó, đó mà không có được tiết lộ, chỉ có một vài người trong Quốc hội biết ngoài chính phủ. Thì nếu mà cộng cái đó thêm vào đó thì cái số tiền Hoa Kỳ giúp Ukraine cỡ gần 200 tỷ đô la, rất là cao. Rồi cộng hết với mấy ông ở bên Âu Châu thì có thể nói là Ukraine hiện nay nghĩa là có gần 300 tỷ đô la. Cái đó là để cho họ chống lại Ukraine và bảo đảm dân chúng có điện, có nước. Tuy nhiên, cái vấn đề đặt ra đó là nếu mà sau này có một cái giải pháp chính trị thì bao nhiêu tiền mà ai đứng ra để tái thiết Ukraine? Đó là cái chuyện sau này sẽ xảy ra. Cái vấn đề đặt ra bây giờ đó là trong phía ở phía Hoa Kỳ cũng như là phía đồng minh, cái sự ủng hộ của Ukraine bắt đầu có thể nói là giảm thiểu. Bên Hoa Kỳ đó, 26% dân chúng nói rằng Hoa Kỳ cho quá nhiều tiền. Thì trong cái số 26% đó, 40% đó là người Cộng hòa, cử tri Cộng hòa, và 15% là cử tri dân chủ nói rằng chính phủ Hoa Kỳ viện trợ đã quá nhiều. Cái gọi là cái bách phân đó, nó gia tăng từ khi, nghĩa là có thể nói là tháng 5 2022 nó cứ từ từ nó gia tăng. Thì đó là một cái dấu hiệu rất đáng lo ngại, không những cho Ukraine mà cho thuộc Hoa Kỳ và đồng minh nữa. Thì đó là những cái gọi là có thể những yếu tố nó ảnh hưởng đến cái sắc thái của cái cuộc chiến cũng như cái cách kết thúc của cái cuộc chiến này. Dạ vâng, như hồi nãy Kim Nhung có đề cập là vào ngày 24 tháng 2 vừa qua thì Trung Cộng cũng đã công bố một cái văn kiện với 12 điểm giúp đi đến một cái giải pháp hòa bình tại Ukraine, nhưng mà ông Joe Biden cũng như là cả phương Tây đều hồ nghi về một cái văn kiện giải pháp cho hòa bình tại Ukraine là không có giá trị. Bằng chứng là cái sự kết thân ngày càng rất là gần gũi của Nga cũng như là Tàu qua cái chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị. Chúng ta thấy là cái việc viếng thăm này càng cho thấy rõ là cái sự liên kết cũng như là rất là chặt chẽ với Nga và Tàu. Và những cái nguồn tin khác của tình báo Mỹ cũng như là phương Tây cũng cho thấy là có khả năng là Trung Cộng cung cấp những cái vũ khí sát thương cho Nga. Vậy liệu đây sẽ là một cái ván bài mà Trung Cộng đưa ra với cái cuộc chiến tại Ukraine với những cái mưu đồ để đánh lạc hướng của Mỹ cũng như là phương Tây? Và có thể đây cũng là một cái thách thức cho chính quyền Joe Biden. Và liệu ông Joe Biden sẽ đối phó như thế nào với những cái mưu mô này? Phần cuối ngày hôm nay xin ông có thể trình bày vấn đề này. Đây là một cái khúc quanh rất là quan trọng của cuộc chiến. Như trong phần đầu tôi có nói đó, sau một năm đó, một trong cái hậu quả của cái cuộc chiến này là Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn. Thì khán thính giả thấy rõ ràng đó, nhân cái ngày kỷ niệm một năm đó, ai cũng tưởng là Nga sẽ tổng phản công. Tuy nhiên, họ lừa cái ngày đó, đó họ, Nga và Trung Quốc, lừa ngày đó để Trung Quốc công bố cái văn kiện mà có 12 điểm gọi là giải pháp hòa bình. Thì đó là một cái sự kiện. Cái sự kiện thứ nhì đó là không những cái ông mà cựu ngoại trưởng Vương Nghị đó, bây giờ ông ta giữ cái vai trò rất là quan trọng, là ông đặc trách về tất cả những vấn đề ngoại giao của Trung ương Đảng. Thế ra coi như là ông là một trong những nhân vật chóp bu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hôm qua ông gặp ông Putin và nghĩa là hai người nói sẽ cộng tác, hai quốc gia sẽ cộng tác thêm, Nga sẽ bán dầu cho Trung Quốc nhiều hơn. Khán giả nhớ rằng đó, những cái biện pháp trừng phạt mà của Mỹ với của Hoa Kỳ đã không có làm cái kinh tế Nga lung lay tí nào cả. Đó, thành thử ra những cái biện pháp đó mà qua lịch sử đó, trừng phạt đó, qua những biện pháp kinh tế tài chính không có cái hậu quả nghĩa là như mà mình mong muốn. Thành ra Trung Quốc kỳ này đó, qua cái cuộc viếng thăm của ông Vương Nghị và tuyên bố rằng ông Tập Cận Bình sẽ đến Mặt Tư Khoa gặp ông Putin,
Thì cái điều này có rất nhiều ý nghĩa. Đầu tiên ra, Trung Quốc muốn thế giới thấy, tôi thấy cuộc chiến này kéo dài quá rồi, vì nghĩa là không muốn cái cảnh mà máu đổ thịt rơi. Tôi xin hai bên nghĩa là nghĩ đến cái vấn đề hòa bình, và đây là 12 điểm, không phải là một cái kế hoạch nghiêm chỉnh, nghĩa là rõ ràng. Đây chỉ là một cái số điều mà Trung Quốc nêu lên, là bắt đầu là họ chỉ trích là những cái biện pháp trừng phạt tài chính mậu dịch đối với Nga. Thứ nhì họ nói thôi bây giờ hai bên nên nghĩ đến giải pháp hòa bình, và thứ ba nói thôi coi chừng đừng có đi đến cái con đường mà sử dụng vũ khí nguyên tử. Thì đây là một cái mưu đồ rất là tinh vi của Trung Quốc. Họ muốn cho thấy rằng bây giờ Nga là coi như là đàn em của Trung Quốc. Ngoài cái chuyện mà họ đứng ra họ nói bây giờ tôi là thằng đàn anh này, tôi giải quyết cái vấn đề này với thằng Hoa Kỳ kìa. À, Nga, ông bây giờ đó là nên bắt đầu nghĩ đến cái giải pháp hòa bình. Và cái gọi là cái ảnh hưởng của cái việc mà Trung Quốc đứng ra một cách nghĩa là công khai như thế đó, đó là để theo tôi đó là được gọi là coi thì thực thi một cái gọi là kế hoạch rất là tinh vi, là khuyến khích các quốc gia chậm tiến cũng như các quốc gia đang trên đường phát triển tại Á Châu, tại Phi Châu, tại Châu Mỹ Latin, nói rằng tôi là Trung Quốc này, thấy chưa? Cái ông Hoa Kỳ với ông Âu Châu đó là mấy ông này giả dối, một mặt nghĩa là chỉ trích mấy anh là không hiểu gì về dân chủ, nhưng mặt khác là đi là giúp Ukraine đánh lại Nga, tôi giải pháp hòa bình. Thì họ muốn tách những cái quốc gia đó ra khỏi cái quỹ đạo của Hoa Kỳ mà đi theo vào cái quỹ đạo của Trung Quốc, thành ra đương nhiên đưa Trung Quốc lên cái thế mà có thể sau này là thay thế Hoa Kỳ về cái phương diện là lãnh đạo thế giới. Thì đây là một thử thách rất lớn cho Hoa Kỳ và đồng minh, và tất cả đồng minh bên Âu Châu cũng như là tại quốc gia khác ở Á Châu, họ đang coi thử Hoa Kỳ sẽ đối phó như thế nào. Và khán thính giả cũng đã thấy rõ rằng về cái vấn đề Trung Quốc, cái vấn đề Trung Quốc là cái vấn đề duy nhất mà hai đảng Cộng hòa Dân chủ đòi hỏi phải có một cái giải pháp. Và nhất là sau khi Trung Quốc đưa ra cái gọi là đưa ra cái đường lối để tìm cách giải quyết cái cuộc chiến một cách hòa bình, thì đây đó là một cái sự kiện chúng ta cần theo dõi. Đúng rồi, có lý. Một anh Trung Quốc đang khuyến khích những cái nước chậm tiến để mà có thể cho thấy rằng là tôi đưa ra giải pháp hòa bình, trong khi Hoa Kỳ là chỉ có cung cấp đạn dược vũ khí để mà tiếp tục chiến tranh. Rất là cảm ơn ông, thời gian đã không còn cho nên là sẽ tạm ngưng ở nơi đây và hẹn gặp lại với ông trong lần nói chuyện kế tiếp. Xin kính chào ông. Xin chào Kim Nhung và xin hẹn khán thính giả trong chương trình kế tiếp. Kim Nhung xin kính cảm ơn khán thính giả đã theo dõi phần nói chuyện của chúng tôi với cựu Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã trong mỗi tuần một sự kiện mà chúng tôi sẽ trở lại với quý vị vào thứ ba và thứ năm tuần tới cũng là cùng giờ. Xin kính chào quý vị. Chương trình được Kim Nhung Show được bảo trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Nổi tiếng các loại hải sản thơm ngon, tôm hùm cá của Canada. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Thịt cá rau cải đủ loại trái cây. Amazingly fresh. ABC, wow. Ngôi chợ lý tưởng của tươi người quá. Việt Nam. Quầy rượu đồ hiệu whisky nhắc nè và đủ các loại bia. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Ngay trung tâm Lido Sài Gòn. ABC Supermarket.